Xin chào các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay mình xin giới thiệu về cái cơ sở nhỏ của mình, làm chủ yếu là thủ công và cung cấp của các bạn. Đây là cái công đoạn mà anh Thờ anh đang làm quay. Thì hiện tại giờ mình cũng đang ra một số cái loại quai, cái da nó cũng mới cũng đẹp đây các bạn ơi. Cái này là những khách mà họ đã đặt, những khách là họ đã đặt, họ cũng đã ủng hộ mình thì cũng đang làm cho họ. Đây là những cái đôi mà anh Thờ anh đang làm. Còn hiện tại thì hàng ở kho có sẵn thì nó có những cái mẫu này. Đây thì những cái mẫu cơ bản thôi, hàng các bạn mang hàng ngày thì cũng cơ bản thôi, chủ yếu là quay kẹp, rồi quay ngang, rồi những quay chéo như thế này. Màu thì chủ yếu là màu đen và màu nâu. Đây đây các bạn, cái này là da bò sáp nha các bạn. Nói chung là cũng rất là bền, đường may thì các bạn thấy cũng rất là chắc chắn. Đây có đủ size nha các bạn, từ 38 cho tới 43, đủ size cho các bạn. Về cái màu đế thì cũng có nhiều màu, ba màu, màu sô cô la nè, màu vàng nè, màu vàng đây nè, rồi cái đó là màu đen, hay đế màu đen. Còn về tất cả các loại này thì nếu mà các bạn muốn cái đế này mà các bạn thích cái quai này thì bên mình làm cũng vẫn được nha. Cho mình thông tin số về cái size là mình làm được cho các bạn. Đây công đoạn anh Thợ anh đang làm, anh đang ráp cái quai cho khách đây. Đó. Quay kỹ cho các bạn xem nha. Đây là một cái đôi dép, chiếc dép quai ngang, tất cả đều bằng da hết. Đây là sáp nè, da bò sáp nè. Còn đây là da bò, rất là dẻo, rất là mềm, mang rất là bền. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Bạn nào, anh chị và các bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì liên lạc số điện thoại bên dưới nha, để được mình tư vấn nha. Rồi, xin chào, cảm ơn các bạn đã xem clip. Đây là cái quy trình làm quay bên em đây. Thì bên em thì làm cũng có thủ công không thôi, cho nên là làm cũng ít chứ không có nhiều, cho nên là chất lượng cho ra những đôi dép phải chất lượng nhất, đẹp nhất cho tới tay các anh chị. Đây là công đoạn đang làm quay các anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị nha. Các chị ủng hộ thì liên lạc với em theo cái số điện thoại bên dưới nha. Rồi xin chào các anh chị nha. Chúc anh chị một ngày vui vẻ, buổi chiều vui vẻ. Rồi cảm ơn các anh chị. Xin chào các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay mình xin giới thiệu về cái cơ sở nhỏ của mình, làm chủ yếu là thủ công và cung cấp của các bạn.
đây là cái công đoạn mà anh thợ anh đang làm quay. Thì hiện tại giờ mình cũng đang ra một số cái loại quay, cái da nó cũng mới cũng đẹp đây các bạn ơi. Cái này là những khách mà họ đã đặt, những khách là họ đã đặt, họ cũng đã ủng hộ mình thì cũng đang làm cho họ. Đây là những cái đôi mà anh thợ anh đang làm. Còn hiện tại thì hàng ở kho có sẵn thì nó có những cái mẫu này đây, thì những cái mẫu cơ bản thôi, hàng các bạn mang hàng ngày thì cũng cơ bản thôi, chủ yếu là quay kẹp, rồi quay ngang, rồi những quay chéo như thế này. Màu thì chủ yếu là màu đen và màu nâu. Đây đây các bạn, cái này là da bò sáp nha các bạn. Nói chung là cũng rất là bền, đường may thì các bạn thấy cũng rất là chắc chắn. Đây có đủ size nha các bạn, từ 38 cho tới 43, đủ size cho các bạn. Về cái màu đế thì cũng có nhiều màu, ba màu, màu sô cô la nè, màu vàng nè, màu vàng đây nè, rồi cái đó là màu đen, hay đế màu đen. Còn về tất cả các loại này thì nếu mà các bạn muốn cái đế này mà các bạn thích cái quay này thì bên mình làm cũng vẫn được nha, cho mình thông số về cái size là mình làm được cho các bạn. Đây công đoạn anh thợ anh đang làm, anh đang ráp cái quay cho khách đây. Đó. Quay kỹ cho các bạn xem nha. Đây là một cái đôi dép, chiếc dép quay ngang, tất cả đều bằng da hết. Đây là sáp nè, da bò sáp nè. Còn đây là da bò, rất là dẻo, rất là mềm, mang rất là bền. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Bạn nào, anh chị và các bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì liên lạc số điện thoại bên dưới nha, để được mình tư vấn nha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn đã xem clip. Các cô chú, xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay em giới thiệu một số cái sản phẩm dép da bò mà bên em đang sản xuất, và bên em cũng nhận đặt theo yêu cầu, theo các mẫu và theo yêu cầu của các cô chú anh chị các bạn. Thì hiện tại thì thị trường thì cũng nó cũng có những cái mẫu mà đang hình thành trên thị trường ở thời điểm này, thì bên em cũng đang có đây. Đây là cái màu da bò đen nè, da bò nè, quay ngang đen nè, quay ngang nâu nè, quay chéo đen và nâu nè, quay kẹp cũng đen nâu luôn. Một cái loại quay này nữa kêu là quay tai thỏ. Thì về cơ bản thì những cái mẫu mà thị trường đang có là em đang có những cái mẫu này. Còn đế thì nó có đế màu đen, đế có ba loại đế, màu đen nè, màu nâu nè, rồi thêm một màu nữa là màu sô cô la đậm. Đế này là đế đúc bằng cao su nha các anh chị. Còn chất liệu dép thì tất cả đều bằng da, lót da hết. Đây là lót da bò sáp, lót da bò sáp, lót da bò sáp và lót xi. Đây lót da bò sáp. Thì trong quá trình mà nếu mà các anh chị mà có nhu cầu đặt mà làm theo yêu cầu, thí dụ như em nói, thí dụ cái mẫu này, cái quay
quay kẹp này mà các anh chị muốn đổi qua cái đế, cái đế màu màu nâu này, màu nâu lợt hơn, ví dụ không có màu này thì anh em vẫn làm được. Các chị cho em cái size trước thì em sẽ làm được cho các anh chị. Đây các anh chị, đường chỉ may cũng rất là chắc chắn đây, đường chỉ may cũng rất là kỹ và rất là chắc nha. Đó, rất là đều chỉ nha. Đó. Còn đây là hàng khách cũng đặt, kỹ thuật bên em cũng đang chuẩn bị lên, khách đặt khoảng 6-7 đôi á, lên để kịp để mai giao cho khách. Đây anh kỹ thuật anh đang cắt thủ công này các anh chị. Đây là cắt thủ công chiếc quai dép của mình. Rồi xin cảm ơn các anh chị nha. Xin chào các bạn nha, đây là quy trình làm đế ép quai vô đế nha các bạn. Anh kỹ thuật bên mình đang tiến hành dán quai cho cái chiếc dép này. Đã thành một chiếc dép rồi đây các bạn ơi, còn cái phần ép phần đế vô nữa là xong. Thì đây là đôi dép da bò màu đen này các bạn. Chào các bạn, đây là quy trình sơn cái cạnh của cái quai dép nha các bạn ơi. Anh kỹ thuật bên mình đang làm cũng rất là tỉ mỉ, rất là thủ công cho cái quai, hoàn thiện cái quai để lên một cái đôi dép. Đây các bạn. Nha. Còn đây là những cái hàng mà bên mình đang chờ ép vô thành đầu dép để giao cho khách. Đây, lại thêm một chiếc ở đây các bạn. Chất này là chất sơn nha, chất sơn da nha, sơn những cái đầu để cho nó đẹp, để nó không lòi cái da ra, nhìn đôi dép nó mịn màng hơn, nó mềm mại hơn, nó có sự chắc chắn hơn. Rồi đây đang quét keo cho công đoạn gò vô đế nha các bạn. Đây các bạn, đây đôi dép này. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Các bạn cho mình size số màu đế mình sẽ làm cho các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nhớ like, subscribe nha. Rồi, cảm ơn các bạn.
Rồi, đây là các đôi dép mà mình đã dán keo, chờ khô mình sẽ ốp vô thành một chiếc dép để giao cho các bạn nha. Các bạn chờ xem tiếp sau nha. Đây là thêm một vài chiếc quai nữa nha, cũng sơn cạnh, sơn cạnh. Đây các bạn, đây rất là đẹp nha, rất là mịn nha, nhìn như không thấy lớp da bên trong luôn á, rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ. Rồi, chị dây các bạn.